có bây giờ tập không nhập á. Hi, xin chào tất cả quý bạn và quý vị đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là khúc cua tay áo nguy hiểm nhất bên phía Huế các bạn này. Đây là cái đoạn mà ở chân đèo phía Huế kìa. Và xa xa kia chính là cây cầu vượt dẫn vào đường hầm Hải Vân các bạn nhé. Ở đây thì sẽ có một chiếc xe siêu trường siêu trọng chuẩn bị lên. Mình sẽ ở đây review cho các bạn cùng xem các bạn nhé. Đó, xe sắp lên đến đây rồi các bạn này. Phía xa xa kia chính là đầm Lăng Cô. Khúc cua này cũng cực kỳ là gắt và nguy hiểm nữa. Đây, chúng ta cùng chờ đợi chiếc siêu vận tải đang chuẩn bị xuất hiện ở khu này rồi. Đâu rồi? Đó. Chiếc xe của công ty Hoàng Ngọc Phát đang lên đèo đó các bạn ơi. Một idol siêu vận tải. Đó, đây rồi. Để lên gần thêm chút nữa mình sẽ review cho các bạn xem nhá. Cua này gắt quá, gắt luôn này. À đây rồi, đây. Idol chở ga mà mình đã từng quay đến 10 triệu view trên đèo đây. Hôm nay lại gặp lại. Đó. Một chiếc xi chắc đang chở hàng kết cấu các bạn này. Có lẽ bên này cái khúc cua này mới là đáng kinh điển chứ phía bên Đà Nẵng thì mình thấy bình thường. Bên kia đường đẹp hơn. Bên này đường xấu lắm, đường nhỏ và xấu. Đó. Đang lên đây rồi các bạn ơi. Những idol trong ngành cơ giới chuyên vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và kết cấu. Bác Tài đang ôm cua lấy rộng sang lên bên này để vượt đèo. Đó. Phía dưới này con dốc cực kỳ là tức luôn. Wow. Quá nặng nề các bạn này. Ui chà. Khói bụi bay mù mịt. Đây có lẽ là kết cấu của một sàn nhà thép nào đó rồi. Rồi, chúng ta lại di chuyển theo bác Tài này lên những khúc cua phía trên để review tiếp cho các bạn cùng xem nhé. Hôm nay thì ngày lên đèo cực kỳ may mắn gặp được rất nhiều idol. Đó. Rồi, đi thôi. Rồi. Bây giờ thì chiếc đầu kéo đã xuống đến lên đến khúc cua này rồi các bạn này. Đây là khúc cua tay áo bên phía Hải Vân Bắc, cực kỳ là gắt ở cái đoạn này luôn. Bây giờ mình cùng các bạn đứng đây cùng xem chiếc xe ôm cua lên đèo các bạn nhé. Wow. Công ty vận tải Hoàng Ngọc Phát. Ui chà. Ui, chiếc xe bị mất đà. Sao nó không quay được nữa ta?
Phải lùi lại rồi. Phải lùi lại đề ba lên rồi. Wow. Quá nặng. Vừa nặng vừa dài nữa các bạn ơi. Giờ thì đã lên được rồi. Bây giờ mình sẽ lên khúc cua phía trên tiếp theo nhé, để review tiếp chiếc xe này cho các bạn cùng xem nào. Chúng ta tiếp tục xem bác tài xế ôm khúc cua tiếp theo các bạn nhé. Khúc cua này cũng cực kỳ gắt và lâu lắm rồi, hôm nay mình mới lại tiếp tục quay trở lại khúc cua này các bạn này. Chiếc xe khá là nặng, đang y ạch leo đèo. Một chiếc C-Jack của công ty vận tải Hoàng Ngọc Phát. Wow. Quá đẹp. Vận tải cái hôm nay đi có một mình thôi các bạn ơi. Ui chà, ui chà. Đây. Tiếng rít của lốp xuống mặt đường rất là ồn luôn các bạn ơi. Wow. Rồi, như vậy là bác tài đã vượt qua được khúc cua tiếp theo này rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ lên phía trên tiếp tục cái khúc cua tay áo còn 1, 2, còn 3 khúc nữa các bạn ạ. Để review tiếp cho các bạn cùng xem nhé. Đó. Chiếc xe quá là nặng. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đây rồi các bạn này. Đây là khúc cua tiếp theo mà bác tài sẽ phải vượt qua. Một khúc cua cũng cực kỳ là gấp nữa. Bác tài đã phải lấy hết sang len bên này để vượt qua khúc cua này các bạn ơi. Wow. Ui chà, phía sau thì có một bác Chago Xen nữa các bạn ơi. Bác đầu kéo Xen. Quá là đẹp luôn kìa. Wow. Lâu lắm rồi mới lại gặp một bác Xen này. Rồi, có lẽ bây giờ thì mình sẽ phải tiếp tục lên cái khúc cua đẹp nhất trên đèo. Review tiếp cho các bạn cùng xem nhá. Wow. Tiếp tục thôi. Chiếc xe đã đang xuống đến khu vực cây thông nô cô đơn này các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ review cái đoạn này cho các bạn cùng xem nhá. Đây là khu vực rất nhiều bạn trẻ khi lên đèo đứng đây chụp hình check in này các bạn ơi. Cây thông cô đơn. Idol Hoàng Ngọc Phát. Quá đẹp luôn. Tiếp tục phía dưới này thì lại có thêm một khúc cua tay áo nữa này các bạn này. Bây giờ thì chiếc đầu kéo đang ở phía trên đỉnh dốc rồi. Một chút nữa sẽ xuống đến đây các bạn nhé. Đây rồi các bạn này.
chiếc đầu kéo xi chắc đã xuống đến phía dưới này rồi. Đây cũng là một trong những khúc cua cực kỳ gay cấn. Phía sau có một bác xe tải Isuzu. Một khối kết cấu khá là dài. Ngay phía dưới đấy thôi thì lại có thêm một khúc cua gấp nữa các bạn này. Đoạn này thì đang gần phía dưới chân đèo phía bên Đà Nẵng rồi, cho nên là độ gấp của nó thì cũng tương đối. Phía dưới thì cũng còn vài khúc nữa các bạn ạ. Chúc các cái tài luôn vững vàng tay lái và thượng lộ bình an. Đây là khúc cua tay áo bên phía Hải Vân Đà Nẵng này các bạn này. Chiếc xe đã đang chuẩn bị xuống đến đây rồi. Mình sẽ review chi tiết cái khúc này cho các bạn cùng xem nhé. Wow. Một bác đầu kéo xi chắc biển số 15. Đây có lẽ là khúc cua đẹp nhất này các bạn này. Phía xa kia chính là biển của thành phố Đà Nẵng. Ở phía dưới có lẽ đang có một chiếc xe nào đó đang lên các bạn ơi. Và có lẽ thì kết thúc đoạn này mình cũng xin phép được tạm dừng video ở đây. Chúc bác tài vững vàng tay lái và thượng lộ bình an. Và các bạn xem video thì nhớ để lại một like, một chia sẻ, cũng như đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ cho mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Wow. Bye bye.